được trân trọng giới thiệu tham luận. Củng cố bản sắc địa phương thông qua hoạt động học theo dự án trong lớp học tiếng Anh như một ngoại ngữ của bà Trần Thị Long, giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào tất cả mọi người, xin chào ban tổ chức của diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư. Tôi tên là Long, hiện nay đang là giảng viên của khoa tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin giới thiệu một nghiên cứu nhỏ mà mình đang tiến hành, đó là củng cố bản sắc địa phương thông qua hoạt động học theo dự án trong lớp học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Phần giới thiệu này của tôi sẽ bao gồm có 4 phần nhỏ như quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Để bắt đầu giới thiệu về nghiên cứu này của tôi xin mượn lời của Alan Goodman. Nó là truyền thống giống như là những cái biển chỉ dẫn nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Nó là những điều rất là quan trọng nhưng nhiều khi chúng ta không thể mô tả ra được hoặc là thậm chí là không nhận thức được. Chúng ta có thể thấy truyền thống chiếm một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên bản sắc cá nhân của mỗi người. Vậy thì bản sắc truyền thống hay bản sắc địa phương của mỗi cá nhân là gì? Đó là cái cách mà mỗi cá nhân nhìn nhận mình như là một thành viên trong một cộng đồng, cùng với cả những phong tục tập quán, thói quen, cách ứng xử, niềm tin mà cá nhân đấy có chung với cả các thành viên khác của cộng đồng. Trong việc hình thành nên bản sắc cá nhân thì ngôn ngữ chiếm một vị trí rất là quan trọng. Và đặc biệt là chúng ta đang sống trong một thời kỳ toàn cầu hóa, giống như Forrest đã nói vào năm 2018 trong cái trích dẫn này, thì chúng ta có thể thấy toàn cầu hóa không chỉ có những điều tiêu cực, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta có những tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Từ đấy chúng ta có thể hiểu thêm về bản sắc của chính chúng ta, về bản sắc của cá nhân mình. Quay lại với cả lớp học ngoại ngữ, trong lớp học ngoại ngữ thì một điều rất là quan trọng đó là nâng cao kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho người học bằng cách cung cấp các kiến thức về văn hóa khác. Như Flores đã nói, ở đây trước khi chúng ta tiếp nhận một văn hóa khác thì điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được nguồn cội của mình, nhận thức được bản sắc văn hóa của chính mình để chúng ta có thể cởi mở hơn khi tiếp nhận những văn hóa mới mà không bị đồng hóa. Thì mục đích của cái nghiên cứu nhỏ này của tôi đó là đầu tiên tìm hiểu nhận thức của người học về bản sắc địa phương, sau đó là có thể củng cố bản sắc địa phương của người học thông qua các hoạt động học theo dự án. Nghiên cứu này của tôi thì đang thực hiện cho 38 sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi tiến hành các hoạt động học theo dự án cho sinh viên thì tôi có gửi cho sinh viên một cái bảng khảo sát nhằm tìm hiểu nhận thức của sinh viên về văn hóa địa phương. Hoạt động học theo dự án này của sinh viên thì sinh viên sẽ phải làm gì? Sinh viên sẽ đầu tiên là chọn một cái chủ đề mà các em quan tâm liên quan đến văn hóa địa phương, như là về các nghệ nhân, về các làng nghề truyền thống hoặc là các gia đình kinh doanh nghề truyền thống. Sinh viên sẽ phải đi ra cộng đồng hoặc là tìm hiểu các kiến thức về cộng đồng mà mình đang ở, và sau đó thì sẽ chọn ra một cái chủ đề mà các em thích nhất. Sau khi đã chọn được cái chủ đề các em thích nhất rồi thì các em sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái câu chuyện nằm sau những cái chủ đề này, những cái nét văn hóa này. Đó là các em sẽ ngoài cái việc tìm hiểu thêm các thông tin thì các em sẽ phải đi quan sát và phỏng vấn các nhân vật có thực để tìm hiểu về những cái câu chuyện này. Sau đó thì các em có thể viết một cái blog hoặc là làm cái blog để quảng bá cho chính các cái nét văn hóa đấy, và tất cả những cái blog hoặc là vlog này sẽ được làm bằng tiếng Anh. Các hoạt động này thì sinh viên sẽ làm theo nhóm, vì thế nên ngoài cái việc là nó sẽ nâng cao các cái kỹ năng về ngôn ngữ cho các em, giúp các em có thêm những cái kiến thức về địa phương, tăng cái tính kết nối của các em đối với cả cộng đồng mình đang ở, và đồng thời giúp các em có thể hiểu hơn về chính cộng đồng của mình, từ đó có thể cởi mở và tiếp nhận văn hóa thứ hai
mà sẽ không bị đồng hóa, thì qua cái việc các em làm việc theo nhóm, các em có thể nâng cao được những cái kỹ năng làm việc nhóm, đó là kỹ năng giải quyết vấn đề hay là các cái kỹ năng giao tiếp khác. Đồng thời qua cái hoạt động học theo dự án này, em cũng sẽ có thêm cái kỹ năng tự đánh giá, tự chiêm nghiệm về cả cái quá trình hoạt động trong dự án của mình, cũng như có thể biết cách để có thể đánh giá các hoạt động của nhóm khác. Và đến đây có lẽ là cái phần cuối, phần giới thiệu về nghiên cứu nhỏ này của tôi. Đây là những phần trích dẫn mà tôi đã dùng ở trong cái phần giới thiệu này. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.